Xin chào tất cả các quý cô xinh đẹp của Melia. Hiện tại thì em Trang đang được mặc một trong những thiết kế áo dài đầy cảm hứng mang tên Son xuất hiện trong bộ sưu tập mới nhất đến từ Melia Luxury, và Trang tin rằng đây sẽ là một món quà rất tuyệt vời mà Melia gửi gắm riêng cho khách hàng yêu quý của mình, nhất là khi mà thời điểm lễ Tết hay là những buổi party cuối năm của chúng ta đang đến dần rồi. Thiết kế của chúng ta sẽ gây ấn tượng với các chị em trong 3 giây đầu tiên bởi một tông màu đỏ thuần rất đỗi yêu kiều, quý phái này, đem đến một hiệu ứng tôn da một cách tuyệt vời. Và điểm nhấn đắt giá nhất của mẫu áo dài này đấy chính là những đường cắt layer vô cùng khéo léo và tỉ mỉ ôm sát lấy vòng một, kết hợp với một đường cắt ao vừa tôn lên vẻ đẹp thu hút, vừa có thể mang đến cho chúng ta sự thanh lịch và quý phái. Trang nghĩ rằng là điểm nhấn tiếp theo mà quý cô không thể rời mắt đấy chính là sự đính kết pha lê chạy dọc theo những đường cắt layer, càng làm cho thiết kế của chúng ta nổi bật hơn bao giờ hết. Và năm nay thì taffeta luôn luôn là chất liệu để các nhà thiết kế của Melia ưa chuộng khi làm áo dài, bởi vì nó sẽ có thể tạo cho chúng ta một form dáng áo rất là đẹp, cũng như khiến cho tà áo của chúng ta sang hơn, làm cho thiết kế áo dài này vừa pha giữa nét đẹp hiện đại nhưng lại cũng vừa giữ nguyên được nét đẹp truyền thống. Và Melia đang phối cùng cho chị em với một chiếc quần rất là xinh, một chiếc quần dáng suông được làm với dòng chất liệu vải trượt chéo, sấy độ mềm mại, tạo sự thoải mái cho người diện. Vậy thì còn chần chờ điều gì mà chúng ta không sở hữu ngay thiết kế hoàn hảo này? Chúng ta sẽ có hai cách để mình đặt hàng các chị nhé. Nếu như có thời gian, hãy ghé qua showroom trực tiếp của Melia để có thể thử lên người. Hoặc nếu như mà chúng ta không có thời gian thì hãy giúp em Trang có thể đặt hàng online. Melia sẽ cho các chị được toàn quyền kiểm tra hàng trước khi thanh toán, và bên em miễn phí ship luôn đấy ạ.